Tập 11. Diệp phu nhân, hôm nay bà đến tận đây chắc hẳn là có chuyện muốn bàn với tôi. Diệp phu nhân, có gì cứ nói thẳng ra đi. Tôi và bà đều là người làm cha mẹ. Bà từng nói chuyện của con cái là chuyện quan trọng nhất của chúng ta. Hôm nay nếu không vì Tử Xuân, tôi sẽ không tự đến đây đâu. Đổng phu nhân, chắc bà cũng đã thấy rồi, những sóng gió đã qua, rốt cuộc Tử Xuân nhà tôi có đối xử tốt thật lòng với Thiên Phúc không? Con bé Tử Xuân trước giờ không ham vinh hoa phú quý, có thể tôi nói vậy chưa chắc bà đã tin. Nhưng đến tận bây giờ bà vẫn không đồng ý chuyện hôn sự của chúng nó, không những là có lỗi với Tử Xuân nhà tôi mà còn có lỗi với Thiên Phúc nhà bà nữa. Chúng ta đều là người làm mẹ, lẽ nào bà lại nhẫn tâm nhìn hai đứa nhỏ? Diệp phu nhân, ai nói tôi không đồng ý chuyện hôn sự của chúng nó? Nói vậy là anh cả thấy sao rồi? Anh xuống giường thử xem, tự anh làm. Anh cả, từ từ thôi. Kệ anh, anh cả, không sao chứ? Đỡ anh đứng dậy, anh làm được mà anh cả, anh đứng lên được rồi. Hay là đi thử mấy bước đi. Đi nào, chậm thôi. Anh làm được mà. Một thước. Cô Dương, được, cố lên, cố gắng lên. Được đó anh cả. Chậm thôi. Cố gắng lên. Anh cả, anh làm được rồi. Chín mươi chín. Một trăm. Được rồi anh, nghỉ một lát đi. Anh không thấy mệt nhưng mà em mệt. Không được, đi cùng anh thêm 100 bước nữa đi. Anh không muốn trong ngày cưới Tử Xuân lại giống như một con bệnh.
anh muốn làm một chú rể vui vẻ nhất, mạnh khỏe nhất trên thế giới này. Đi, đi thêm 100 bước nữa. 1 2 3 4. Anh làm được. Anh làm được mà anh cả. Làm lại lần nữa. Lại nào. Anh làm được mà. Anh cả, anh tuyệt lắm. Cảm ơn. Cái này bỏ đi. Cái này với cái này đều phải lấy 2 cái. Bánh cưới thì để thợ bánh của Thúy Hương trai làm. Phu nhân, mấy ngày vừa rồi đông người kết hôn quá, thợ bánh của Thúy Hương trai sợ làm không kịp. Ông cứ nói với họ là nhà họ Đổng tổ chức tiệc cưới. Dân. Chị cả, chị lại cam tâm để Diệp Tử Xuân làm thiếu phu nhân nhà họ Đổng sao? Chị đã quyết định rồi. Chị cả, chị đừng hành động theo cảm tính thế. Dù Diệp Tử Xuân có quỳ gối với mấy ngàn bậc thang vì thiên phúc, nhưng cũng đâu thể nói lên điều gì. Bọn trẻ nhất thời nổi hứng, làm chuyện khiến người khác cảm động, cũng đâu phải không thể. Nhưng sau này thì sao? Sau này nếu thiên phúc cưới Diệp Tử Xuân thật, cuộc sống chưa chắc đã hạnh phúc. Dù sao hạng nhà nghèo như nhà họ Diệp, Thái Phượng, em đừng quên là chị mới là mẹ của thiên phúc. Mọi khía cạnh chị đều đã suy tính chu toàn cho nó hơn em. Em cũng vì tốt cho thiên phúc thôi mà. Sao chị lại không hiểu tấm lòng của em thế? Chính vì nó nên chị mới đưa ra quyết định như vậy. Chị cũng buộc phải đưa ra quyết định đó thôi. Chị cả, có 100.000 con đường, sao chị cứ phải đi con đường đó? Chỉ sợ Diệp Tử Xuân bước vào nhà, nhà họ Đổng sẽ lại có vô vàn hậu quả. Rốt cuộc em muốn nói gì? Em muốn nói gì à? Chị đừng quên câu nói đó. Cưới vợ về rồi lại quên mất mẹ. Em thấy thiên phúc còn chưa cưới Diệp Tử Xuân về mà đã cãi lại chị bao nhiêu lần, giận dỗi với chị bao nhiêu lần rồi. Em thấy cái cơn đòn trong lòng nó đã chạy đến Hoa Quốc từ lâu rồi. Chỉ sợ sau này nó lại càng ngày càng không coi người mẹ như chị ra gì. Rất nhiều chuyện người ngoài cuộc rõ hơn người trong cuộc. Thôi vậy, vì ba như em sao phải đi lo nhiều thế? Không được gì lại còn bị người ta ghét. Em đi đây. Cha, mẹ, đây mới là tác phẩm mà cha ưng ý nhất. Cha, cha thiên vị quá đấy. Không được, đợi sau này con đi lấy chồng, cha cũng phải làm cho con một chiếc đẹp hơn thế này. Không biết xấu hổ. Con gái con đứa ăn nói như trẻ con, làm gì mà có đứa con gái nào nóng lòng gả đi thế. Mẹ, mẹ sao thế? Không sao, mẹ vui quá thôi. Cuối cùng chị cả con và thiên phúc cũng được. Cha, mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ. Đi lấy chồng rồi thì không còn được tự do nữa. Huống hồ nhà họ Đổng rộng lớn, lại lắm quy tắc. Chỉ cần con và thiên phúc được sống viên mãn, ngọt ngào bên nhau, thì chúng ta khỏi cần lo lắng nữa. Đúng đó chị cả, sau này bọn em nhất định sẽ thường xuyên đến thăm chị. Đúng.
chị vẫn không nỡ xa các em. Thật đó, thật sự không nỡ. Con xem, đi lấy chồng là chuyện vui lớn, đừng nói lời ngốc nghếch. Nhà mẹ đẻ cũng vẫn là nhà của con mà. Chỉ cần trái tim của chúng ta ở bên nhau thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Kiến Quang, ông xem đẹp lắm. Thái Dương, bà vất vả rồi. Con trai sắp thành thân, sao người làm mẹ lại thấy vất vả được? Còn ông đó cũng nghỉ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa. Còn bà thì sao? Bận cả ngày lại làm tôi thấy hơi khó ngủ. Tôi muốn ra ngoài hóng gió, lát nữa sẽ lên. Được, đừng muộn quá nha. Phu nhân chưa ngủ à? Dương quản gia, mấy ngày này vất vả cho ông rồi. Việc nên làm không vất vả. Ngồi xuống nói chuyện với tôi chút đi. Tôi đứng quen rồi. Chớp mắt cái tôi đã thành mẹ chồng rồi. Còn không phải sao? Nhanh thật đấy. Mới thoát cái mà đã 20 mấy năm rồi. Từ vợ thành mẹ chồng thật không dễ dàng gì. Đúng đó, nghĩ lại hồi đó phu nhân phải chịu khổ chịu nhục, trong lòng tôi lại thấy khó chịu lắm. Khi đó bà cụ vẫn còn sống. Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Xem cái miệng tôi kìa, lại lắm lời rồi. Vì cái nhà này, vì mấy đứa con, không biết tôi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, rơi bao nhiêu nước mắt. Phải, những kẻ dưới như chúng tôi đều thấy hết. Nhưng khi đó ai dám nói chứ. Qua hết rồi. Vẫn là phu nhân hiền từ, lại nhân nghĩa, nên mới không tính toán những cái đó. Chỉ là làm sao? Chỉ là có câu này các cụ nói rất hay: ngựa tốt để người ta cưỡi, người tốt bị người ta bắt nạt. Rốt cuộc ông định nói gì? Tôi lại lắm lời nữa rồi. Thực ra không phải những lời gì ba nói không có lý đâu. Đại thiếu gia đối tốt với thiếu phu nhân không bình thường đâu. Chúng tôi đều đã nhìn ra. Cậu ấy còn moi cả tim ra được. Từ xưa mẹ chồng xấu con dâu tốt, những vở kịch này còn ít sao? Theo tôi chỉ là toàn là bịa đặt hết thôi, không có những cái khác. Đại thiếu phu nhân nhà chúng ta đúng là người có lòng. Ông muốn nói là sau này tôi sẽ bị nó quản chế? Có những người làm việc thì rất quang minh chính đại, nhưng cũng có những người thì lại làm việc mờ ám. Có làm sai thì cũng phải đổ cái sai đó lên đầu người khác. Có người bị quan hay không thì chưa rõ,
Nhưng có nói thế nào cũng không rõ. Tôi hiểu ý ông rồi. Dù tôi có làm tốt hay xấu cũng vẫn chỉ là kẻ ác. Cho dù nó làm thay đổi trắng đen cũng sẽ luôn có thiên phúc chống lưng cho nó. Tuy theo quy tắc, những kẻ dưới như bọn tôi không nên lắm điều trước mặt chủ nhà, nhưng lão gia là người giàu có quyền quý, có biết bao đôi mắt đang nhìn vào những thị phi của nhà họ Đổng. Chuyện bé xé ra to, hiểu lầm nhỏ cũng có thể nói thành âm mưu lớn. Phu nhân đã điều hành gia đình này biết bao năm, lẽ nào bà lại chịu để kẻ khác chỉ chỏ cười chê hay sao? Đừng nói đến bà, những kẻ dưới như chúng tôi ngoài mặt cũng Tử Xuân. Mẹ, Tử Xuân, mẹ. Tử Xuân. Mẹ. Mẹ. Sao thế? Sao thế? Tôi nằm mơ. Được rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ mau ra đi, người trang điểm đến rồi. Mẹ ra ngay đây. Cha. Mẹ. Tử Xuân. Cảm ơn anh. Thiên Phúc, mẹ giao Tử Xuân cho con đó. Con nhất định phải đối xử tốt với nó nhé. Vâng, mẹ yên tâm. Mẹ. Cha. Đi đi.
Em biết người trong lòng anh là ai. Tiếc là hôm nay cô ấy lại thành cô dâu của người khác rồi. Anh Đại Hưng, em xin lỗi. Em không nên nói những lời như vậy. Anh Đại Hưng, em xin lỗi. Anh Đại Hưng, đừng mà. Anh Đại Hưng, Tú Nhi, Tú Nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không nên đánh em. Anh xin lỗi. Tú Nhi, Đổng Thiên Phúc, tôi xin hứa với cái ước nguyện, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ rời xa Diệp Tử Xuân. Diệp Tử Xuân, tôi xin hứa với cái ước nguyện, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ rời xa Đổng Thiên Phúc. Tử Xuân, anh đã nghe cả trăm lần giai điệu này. Là ca khúc Thiên Hỷ đã bật trong khi anh hôn mê đó ư? Không, nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Em còn nhớ lần vũ hội đó không? Tất nhiên là em nhớ rồi. Khúc nhạc này vừa bật lên, anh đã nắm tay em, đưa em lên sàn khiêu vũ. Khi đó anh đã biết
trong lòng anh cả đời này chỉ có mình em. Đời này kiếp này mãi không rời xa. Sao thế? Lại nhớ Tử Xuân nữa à? Còn không phải sao? Con gái mình bỗng chốc lại đi lấy chồng, đúng là có phần không quen. Được lấy Thiên Phúc là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của Tử Xuân. Chúng ta nuôi con khôn lớn cũng chỉ mong chúng được sống hạnh phúc bên người mình yêu đó sao? Với lại chúng ta còn có Tử Hàng, Tử Thu nữa mà. Nói thì là vậy, nhưng Tử Xuân gả vào nhà họ Đổng, tôi lại thấy lo mẹ Thiên Phúc. Bà ấy cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này, chắc hẳn là bà ấy cũng chấp nhận Tử Xuân rồi. Chuyện đã đến nước này rồi, có nghĩ đến đâu cũng vô ích thôi. Tử Xuân hiền lành lại hiểu chuyện, trái tim con người cũng bằng xương bằng thịt. Tôi nghĩ chắc mẹ Thiên Phúc cũng không đến mức ghét bỏ Tử Xuân quá đâu. Nếu được như ông nói thì tốt quá. Vậy thì tốt quá. Anh nhìn em làm gì? Anh lại chỉ thích nhìn em đấy. Làm vậy không hay đâu. Nếu để cha mẹ nhìn thấy thì sao? Giờ em đã là vợ anh rồi, anh không sợ ai nhìn thấy cả. Đi thôi. Đi thôi. Cha, mẹ, chào buổi sáng. Con chào buổi sáng cha mẹ. Chào các con. Chú Hai, chào buổi sáng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, dâng trà cho lão gia phu nhân. Nào, thiếu gia, mời cha dùng trà. Được. Mẹ, mời dùng trà. Được. Thiếu phu nhân, đến lượt thiếu phu nhân dâng trà rồi. Cha, mời cha dùng trà. Được. Mẹ, mời mẹ dùng trà. Mẹ, mời mẹ dùng trà. Thái Dân, Thái Dân, Tử Xuân đang mời trà bà đấy. Mẹ, Tử Xuân, bây giờ con gả vào nhà họ Đổng,
thì nên tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Đổng. Mẹ nói rất phải à. Nhưng vừa nãy khi Thiên Phúc quỳ xuống rồi con mới quỳ xuống, là cớ làm sao? Con Thái Dân, Tử Xuân mới vào nhà mà bà đã vô lý thế à? Ông thì có lý. Điều thứ 17 nội dung gia đình: vợ chồng khi ở trước mặt người khác không được hỗn sự cợt nhã. Điều thứ 4 nội quy gia đình: vợ cùng chồng khi đi cùng nhau là phải đi đằng sau một tấc. Điều thứ 11 nội quy gia đình: vợ và chồng khi quỳ lại trước bậc trưởng bối là vợ phải quỳ trước chồng. Thái Dương, những quy tắc cũ đó đã miễn hết rồi, sao giờ bà lại đem ra làm khó Tử Xuân? Không phải làm khó, là đang dạy bảo. Quy tắc đặt ra là để tuân theo. Năm đó tôi đã tuân thủ được, mà thiếu phu nhân nhà họ Đổng mới vào nhà lại không tuân thủ được sao? Mẹ, thế thì mẹ cũng nên bảo anh chị ấy trước một câu, để anh chị ấy còn chuẩn bị trước chứ. Không biết thì không có tội. Thiên Hỷ, dâng trà là chuyện lớn, sao lại coi nhẹ được? Mỗi một động tác, mỗi một khâu đều phải theo quy tắc. Lại thêm nhà họ Đổng chúng ta trước giờ luôn tuân theo lễ nghĩa. Chị dâu con mới vào nhà mà lại tự ý thay đổi được sao? Mẹ, chúng con sai rồi, mẹ bớt giận. Con không sai, người sai là vợ con. Tử Xuân, từ nhỏ con đã lớn lên ở tiệm mai, thiếu lễ giáo, mẹ không trách con. Nhưng giờ con đã là đại thiếu phu nhân nhà họ Đổng, chuyện gì cũng phải làm theo quy tắc. Không có quy tắc thì không thành người. Sau này cứ 5 giờ sáng con hãy chuẩn bị sẵn để đứng đợi ở đây. Dân, mẹ, con dâu xin nghe lời dặn của mẹ. Được rồi, nghi thức dâng trà kết thúc. Thái Dương, Tử Xuân vẫn đang bình thường mà, lại khiến bà lo nghĩ chuyện gì rồi? Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi chúng kết hôn. Tôi nói rồi, tôi chỉ đang dạy quy tắc cho nó thôi. Thái Dương, tôi hiểu rồi. Bà đang dùng những quy tắc cũ của mẹ tôi cho Tử Xuân để thị quy với nó đúng không? Năm đó mẹ tôi sợ bà cưỡi lên đầu bà ấy mà làm khó bà mọi chuyện, bà vẫn luôn thấy ấm ức. Bao nhiêu năm rồi, bà cũng đã oán thán với tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng Thái Dân, bà vì muốn trút giận chuyện năm đó, nhưng bà cũng đâu cần làm khó Tử Xuân thế chứ. Kiến Quang, tôi biết bao nhiêu năm qua ông cũng không ít lần phải đau đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Ông chắc hẳn thấy ấm ức lắm đúng không? Tôi thì có gì mà ấm ức? Người ấm ức là bà. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Năm đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, không hiểu được lý lẽ trong đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, mẹ làm vậy cũng không hẳn là không đúng. Tôi nào có phải thị quy gì với Tử Xuân, là tôi không muốn thấy người ngoài cười chê, nói đại thiếu phu nhân nhà họ Đổng là người phụ nữ thô lỗ không hiểu truyền thống.
Tử Xuân, sao em đã dậy rồi? Ngủ sớm dậy sớm thôi, không ngờ hầm canh hạt sen mộc nhĩ lại khó như thế. Một tiếng rồi. Em xem, vì anh không đẩy nắp lại ngâm một lúc nên tất nhiên sen không nhừ được rồi. Sao thế? Sao anh lại dậy sớm thế? Anh không ngủ được. Sau này đừng như vậy nữa. Những việc này cứ để em làm, để mẹ thấy thì không hay đâu. Làm khó cho em rồi. Không ngờ mẹ lại đặt ra yêu cầu với em như vậy. Mẹ đã nói rồi còn gì, làm con dâu nhà họ Đổng phải tuân thủ lễ nghĩa. Mẹ cũng vì muốn tốt cho em thôi. Tử Xuân, cha, con chào cha. Con đứng đây làm gì? Mẹ bảo con sáng nào cũng làm vậy mà. Mẹ con cũng là. Thế này đi, lát nữa bà ấy hỏi đến, con cứ nói là cha uống rồi. Cha, như này Kiến Quang. Con chào mẹ. Ông như này là đang hại Tử Xuân đó. Trên làm dưới theo, nó sẽ thành thói quen đấy. Ông mà còn chống lưng cho nó thì sau này nó chẳng... Thái Dân cũng chỉ là một bát canh hạt sen thôi mà, có nghiêm trọng đến vậy không? Canh hạt sen này là con nấu à? Con bảo Thiên Phúc hầm canh hạt sen cho con, còn mình thì lại đi ngủ. Đây là đạo làm vợ đấy sao? Mẹ, con còn định biện minh sao? Thái Dương, Thiên Phúc là cậu cả nhà họ Đổng, là chồng của con. Mẹ nuôi nó khôn lớn là mong nó có chí làm nên việc lớn, có thể làm rạng danh nhà họ Đổng, chứ không phải để xuống bếp làm thay con dâu. Con đừng ở đó mà cố gắng đóng giả làm người vợ tốt nhé. Nếu có ai không biết lại tưởng là thật. Mẹ không muốn thấy con tốn công tốn sức vào mấy chuyện này nữa. Nếu con còn dám làm như vậy thì đừng trách mẹ chồng này ác đấy nhé. Mẹ, con biết rồi ạ. Biết thì tốt. Các em đọc theo thầy nhé. Sau cơn mưa trời lại nắng, sau cơn mưa trời lại nắng, tiết trời thu đến muộn, tiết trời thu đến muộn, tiết trời thu, tử thu, tiết trời thu, tử thu. Thưa thầy, hai câu thơ này đã đọc cả sáng nay rồi. Hai câu thơ này mang tính điển hình rất cao trong cả bài thơ, nên các em phải đọc thuộc mấy lượt. Lại lần nữa nào. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa trời lại sáng, tiết trời thu dịp tử thu, tiết trời thu dịp tử thu. Thầy đọc sai rồi. Diễm Lan, Tử Xuân và Thiên Phúc về lại mặt chưa? Về rồi. Về rồi à? Tử Xuân đúng là tốt số, lấy được đại thiếu gia nhà họ Đổng. Diễm Lan, bà đúng là có phước. Đo xong chưa? Đo xong rồi ạ. Đo xong rồi, vậy tôi về đây. Được, tôi về đây. Tôi tiễn cô nhé, đi thông thả. Mệt chết đi. Chị hai con đạp máy khâu cả ngày còn không kêu mệt. Con mới đo cho ba người đã kêu mệt chết rồi. Người ta mệt ở trong tim mà. Ngày nào cũng bị nhốt trong tiệm mai này, buồn sắp chết rồi. Đừng không hiểu chuyện nữa. Việc kinh doanh nhà mình mới khởi sắc lại, bận đến mấy cũng phải vui chứ. Cái gì mà mệt trong tim là sao? Con chỉ muốn chuồn đi chơi thì có. Con muốn đến thăm nữ tu Maria mà. Hơn nữa nếu không nhờ có cô ấy, nhà chúng ta lại gầy dựng lại được ở Dân Khánh này sao? Rồi con còn muốn đến thăm bọn trẻ nữa. Dạ. Ông Diệp, Tử Hàng nói rất đúng. Đúng là nên đi thăm nữ tu Maria rồi. Vậy con đi luôn nhé. Con đến đó gặp Thiên Hỷ,
Nhớ hỏi nó dạo này chị cả con thế nào rồi. Mẹ, mẹ lại nhớ chị cả nữa rồi. Có mẹ nào lại không nhớ con gái mình. Đợi khi con lấy chồng rồi, mẹ cũng nhớ như thế. Mẹ đang nói gì thế? Cái gì mà đi lấy chồng? Con đi đây. Chẳng